nhân đường tu không biết bao lần xa xôi. Mọi lỗi lầm mâu thời thì xa cho chúng con tâm dạ thỏa mong mâu đêm hoàng pháp. Cõi nam này vũ nhạc muốn nên đạo ra yêu kính trước tiên. Đạo xa yêu kính trước tiên khai thị ngộ nhập đạo tiến vĩnh hằng. Ước lợi dành chỉ bằng tích thiện đùa sang dầu chẳng miền thanh nhân. Tước ham phẩm bậc phù vân sinh ra có tướng mà có thân bể sâu. Tiên sao hoa hữu cầu tất hiền Phật truyền câu tụng niệm tất thông. Phật tiên đang ở cõi hư không còn nay ở cõi cõi hồng trần u mê. Nén nhang thơm tấu về tam giới hòa tâm này vời vợi đức tin. Đạo tiến con kính cần giữ gìn. Một con nguyện tâm chung ý thật trước tòa vàng trời Phật chứng minh. Hai nguyện đăng chúc đệ trình lễ tuy bất túc nhưng tâm thành con hữu. Nguyện thứ ba phụng thờ tứ phụ đến ban đầu con vẹn đủ không sai. Bốn nguyện trước cửa thiên đài tu nhân tích đức con vun bồi nghĩa. Thứ năm
cho muôn dân an lạc, nước thịnh trường vạn đại hưng long. Sau nguyện cầu chốn từ chúng, điện tòa trang lễ con thành cung nhiệm mầu. Nguyện thứ bảy con cầu bàn mệnh thân trang cường, tâm tính thung dung. Tam nguyện cầu chốn gia chung, lộc tài vượng tiến con tài ngung dài trường. Nguyện thứ chín cầu cho tiến tổ được siêu sinh, thoát khổ quy tây. Mười nguyện sám hối nghiệp dày, lỗi xin ngài xá, còn tôi dày ngài thương. Trước đền tòa tâm hương bài đào, nguyện lòng cầu thành đạo hưng long. Xin ngài hiện hiện thần thông, khuôn phù cho trăm họ mãi được hưng long. Biệt thự Nguyệt Quế số 1707 Y Vu,
bỏ hạc linh từ cư thượng phụ Phật bảo an kim thân để lữ phong ân thanh đồng nguyện thế hiệp tự minh đức thủ hương thánh mẫu linh từ đại tấu vì dẫn trình khai phủ đệ tử lê thị thu thủy hiệu hiệu trí tự trần toán mệnh sinh mẫu ngọ hiền hành canh tứ thập lục tuế hiệp đồng can chi tiến cung quyết đẳng cờ phúc thọ dị khang linh bảo thân cung nhi cá khanh cẩn thủ kim việt gác nhật kiền thỉnh thuyền lưu tiểu ngu từ sứ tu thiết kỳ yên pháp đàn khai nhất chú tiêu chu viên nhi tán khi thứ ở thành cụ điện nhất đạo cửa tạp và hạ phục khất khám được sự ý thần mật từ đâm ủng hộ đàn tràng thương nhương phật sự công quy tín chủng phúc cập gia môn nhất thiết sở cầu tất giai hóa bại tu trí điệp giả hữu điệp thường thiên hạ đô đại thành hoàng đại vương tử hạ đường giới thành hoàng đi chúa giả tử hạ kim niên thái huế trịnh vương thành khiển chi đức tôn thần tử hạ phán thổ thành hoàng tôn linh đại vương tử hạ tùy thư uy máu niên cao nguyện thập phúc sinh tôn thần thời điểm sang nghỉ cõi đời mày là phúc tươi mặt huy mày cao phúc tươi hình song yêu điều miệng cười như hoa sáng thanh xa hồi cung để nhị tiên tiên phúc thịnh mời một đệ nhị địa tiên tích sư hiện thành trong đền sông sơn nhan sắc khác thương hình dòng nhan sắc
là khác thường ngờ. Giá danh đòi một hoa vương nghỉ khôn đi. Ngũ đôi tê phủ dây thiên bản phủ nghĩa hưng chính hoan sơn nam. Chưa biết duyên phàm tuổi thơ nghi, chưa biết nợ duyên phàm theo kinh còn vết nợ để làm ở sâu thiên. Chiến đàn hai ngàn lâu nhiên minh hương ra du từ bộ lượng vô lương hoa nội đắc thanh lương chính tâm niềm cương nhất chúng biết thập phương nam mô hương vân tai bồ tát ma ha tát nam mô hương vân tai bồ tát ma ha tát nam mô hương vân tai bồ tát ma ha tát. Các quan dòng nhan thập cờ diệu quang miên chiêu từ trung a tích tăng cũng giảng kim phục hoàng thân cận thánh chúa thiên trùng vương xa lăng cân xa ân tư bình lần vẫn chung sinh vô ngã kim định nghĩ thai quang và chiếu thiên tôn xe loạn xa thành mẫu đệ tam thỉnh mời thành mẫu đệ tam xích lân lòng nữ gửi đến đi hoài đi cùng sự kết loạn phòng kinh xuyên sự kết loạn phòng hảo mai thiếu thiếp đêm lòng xeo hoạt chẳng xét ngay gian kinh xuyên chẳng xét ngay gian nữ đen đầy chôn lâm sơn vì sao cảnh các bạn anh xa hồi cùng phục mạng đế định tồn hoan phục mạng đế định xa quy sát quỷ trừ định chóc tà loạn xa lên chầu thượng thiên loạn xa lên chầu khâm bàn sắc chỉ phong hầu quan lớn ngài ra uy
cụ hữu đầu từ sớ văn ghi đường thiên bạch phục sinh tôn chi đại vô chú vô thành hôn nhất nguyên thảo nào khôi khôi kiện thành bất tưng bao vạn tượng uy uy đáng đáng giật vận vô cùng phù linh hạ thầm ngưỡng đan cao ngự tượng hữu Việt Nam quốc Hà Nội thành Long Biên quận Phúc Đồng phường khu đô thị sinh thái Vinhomes biệt thự Nguyệt Quế gia số nhất thiên thất bách linh để thất hiểu y vu họ hạc linh tư thượng phụng Phật thánh hiến cung giảng đương thiên tiền lễ phát hành biểu quan thỉnh Phật tuyên kinh cung anh tư phủ xuất thủ trình đồng tiên công sơn trang bài điển thiên quan trợ thi cô hồn cơ bản mệnh gia nội bình an lộc tài vượng tiên tăng duyên trường thọ sư tinh thần đệ tử học ân thanh đồng nguyên thế hiệp tự minh đức tự minh đức thủ hương thanh mẫu linh tử đại mẫu vi dẫn trình đệ tử lê thị thu thủy hiệu diệu trí tự trần bản mệnh sinh mậu ngọ niên hành canh tư thập lục tuế hiệp đồng bản mệnh y căn thân cung tiền cung quyên đẳng tiền kỷ phúc thọ chí khang ninh thứ bảo thần cung nhi các thánh tức nhật ngưỡng can thanh thính phủ giám phàm tâm ngôn niệm thần đẳng phao sinh bạch ốc lám thuộc thanh đồng xô ký định vụ thiên đình mệnh thực tăng nữ tử phủ vi thử nhất tâm tưởng vọng mạc tán quai vi tư nhân linh tiết chi kỳ cung hành trình lễ do thị kim nguyệt đáp nhật tu thiết ương hoa kim ngân văn hải hình nhân giảo long tượng mã hoa thuyền lễ vật tiên trình tư phủ tình cung phu trần cụ hữu sớ văn tiền thân thượng đấu cung duy thiên phủ hiểu thiên chí tôn kim quyết ngọc hoàng hiền cung cao thượng đế ngọc bệ hạ địa phủ chí tôn bắc âm phong đô nguyên thiên đại đế ngọc bệ hạ chí phủ đại thiên long chùa bát hải long vương thanh đế ngọc bệ hạ và phủ chí tôn ngũ nhạc thần vương danh sơn đại độc ngọc bệ hạ giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thanh đế ngọc bệ hạ thái tử vương quan chư văn khâm sai công chúa cùng quyết hạ đàn tử phục tử tào lũ văn võ bộ hạ linh quan vi tiền cung vọng hồng tử đông thủy chiêu giám phục nguyện các giá hội đồng chư tôn chắc giáng thung dung giá ngự thứ tử quang lâm ta thấu thông truyền hội đồng chuẩn nạp tỷ đệ tử kim đất thừa hưu tướng vọng truyền phong vân tâm tinh biên minh trường thời hợp cách thành đồng khai nhẫn nhĩ công truyền chỉ phán đất tần kiên pháp và bội thừa nhang đắc mộc thánh ngân bất thắng kích thiết bình dinh chi chi cân sớ thiên vật quý mão niên tam nguyệt sơ thập phúc sinh tôn nhật thần đệ tử khấu thủ thành tâm hòa nam thượng tấu chiến hương hạ bút viên khai cảm kiến chư tướng người đạo lai hộ trì tả sai binh bộ binh tùy hiếu sai binh thủy kéo đi ầm ầm hoặc kỳ sai khắp trung tân để nạp thiên tào sớ văn để nạp thiên tào tôn về cho tới cung cao đế đỉnh cầu tề thủy tê long đình hồn đồng tôn thanh chư dinh khắc tòa tổ về tứ vị vua bà khai quang song nhan thập tờ diệu quang nghiêng chiếu từ trung ngã tích tăng cũng giảng thiên phụ hoàng thần tận thánh đế thiên trung vương xa lan thân xa ân tư bình lần mẫn trung sinh cô ngã kim đỉnh định khai quang và chiếu thiên tổ dành dành về cho nhìn được tràn sinh dừng
là sơ hồng trần gian, dâng là sơ hồng để trước công đồng Phật Thích chứng minh có lớn về có sơ tấu trình. Khai quang song nhan thập cờ diệu quang, nghiêm chứng minh nhân ngã tích tăng cũng rằng kim phụ hoàng thân Phật Thánh đến thiên chủ vương. Tân phục như lai điểm thai thai thân nhớ thần nhớ chiêu quang miền hai nhị nhi thính thanh hai khẩu thông minh thuyết hai tị tị năng su hai tâm tâm hoan hỷ hai túc năng bổ hành song nhan thâm cơ diệu quan vị chứng hình nhân. Hiện nhân thông vi ngại nhung nhân ngại phi thông pháp nhân duy quan tục tuệ nhân trực viên thông thân nhân như thiên nhật chiêu dị thể hoạt động. Vâng mệnh hoàng thiên điều thời, vâng mệnh hoàng thiên Phật Thánh chỉ truyền sáng thế dương gian quang về chính phủ chứng đạo thiên địa thủy nhạc tôn quan tống trình. Tổ đôi chép biên dành dành phê cho nghi tử tràng sinh.
vua cha sớ ngay để trình vua cha tam tòa tứ phủ hội đồng chứng minh sớ này tấu lên thiên đình. Nhìn nhận không vì ngại nhung nhớn lại khi thông pháp nhân duy quang tục tuy nhân chấp viện thông thân nhận như thiên nhật chiếu gì thể hoạt động viên bình pháp rơi nội vô số bất hàm dùng. Nhân nhân sai cư thúc vân vân tổng viên thông định bồn khai chiếu sư giao hóa tổng bản phông. Chứng phủ chứng đàn ngài về chứng phủ chứng đàn độ cho gia sử mọi đàn hành thông ban tại tiếp lộc cho đồng. Có lễ trình đồng trần gian có lễ trình đồng hình quan giám sát người ngự lên công đồng tả bắt đầu gì cũng mang số yêu quan nằm tả xuống sổ nhân gian ngài quang song nhan thâm cơ diệu quang miên chiếu đạt duyên á tích tăng cũng già kim phong hoàng thần cận thánh chúa tiên trùng ngự sở sổ công đồng ngài vì sở sổ công đồng ghi tên đệ tử vào trong sổ này độ cho trăm phúc mày. Lại nở ra sông trứng rộng lại nở ra sông hạt thông lại nảy trôi thông dương rào bốn mùa phạt lặng than qua dân an quốc thái sướng ca chơi bởi quần thần phải đạo chúa tôi ban tài ngài về tiếp tục ban tài ban lương cấp thực kim ngân bạc vàng độ cho phú quý giàu sang phú quý giàu sang độ cho phú quý giàu sang độ cho đệ tử mọi đàng hành thông chữ dạng sửa nguyện tòng tâm khai diệu chức đàn ngài về khai diệu chức đàn độ cho đệ tử muôn vạn tốt tùy độ cho tài lộc bằng người lấy ở bể đông nước tiên lấy ở bể đông bát công đức thủy sạch không lòng trần nước này lấy ở sông ngân mang về mở phổ mát lòng đồng tân chứng rằng sở nguyện phong tâm chín bia sạch không lòng trần chứng rằng sở nguyện tòng tâm chứng phủ chứng đàn ngài về chứng phủ chứng đàn độ cho đệ tử muôn vạn tốt tùy độ cho tài lộc bằng người chấm lính ngân đồng ngài về chấm lính ngân đồng ông sao căn dấu nối xong làm tôi ông sao tấm giải lụa đào có lễ trình đồng trần gian có lễ trình đồng hình quan giám sát thành ngữ lên công đồng tả bắt đầu gì cũng mang số hiệu quan nam tào chúa sổ nhân gian cảm phiền sự vị bách quan chứng phủ quân cầu ngài vì chứng phủ quân cầu độ cho đệ tử hoa cầu mã lên cầu này cầu phúc cầu tài hải quang song nhan thấp cờ diệu quang nhìn chứng đàn duyên ngã tứ tăng cũng giảng kim phủ hoàng thân phật thánh đế thiên trung vương giờ
sở sổ công đồng có lớn thế, sở sổ công đồng ghi tên đệ tử vào trong sổ này, yên căn yên số tử này. Lại nở ra sông trứng rồng, lại nở ra sông hạt thông lại đầy trôi thông dương già bốn mùa phẳng lạc can hoa. Tiếp lộc ban tài có lớn thế, tiếp lộc ban tài ban lương thất thực kim ngân bạc vàng độ cho phú quý giàu sang. Thứ nhị lộc quả, thứ ba lộc tiền, ban ân cấp xin cho đồng. Tẩy diện cho đồng ngày về, tẩy diện cho đồng mặt hoa ra phần, cho đồng vinh hoa độ cho phúc đặng hà sa. Khai diêm chức đàn ngày về, khai diêm chức đàn độ cho đệ tử muôn vàng tốt tươi, độ cho tài lộc bằng người. Lấy ở bể đông nước tiên, lấy ở bể đông bát công đức thì sạch không lòng trần, nước này lấy ở sông Ân tắm cho chín viên mát lòng đồng tân, chứng rằng sở về tòng tâm tươi lên cây đức muôn đời xanh tươi, độ cho tài lộc bằng người. Nhân linh nhân đồng ai vì nhân linh nhân đồng, đồng sang bóng linh muôn phần thanh cao, quân thần phải đạo chúa tôi. Tùng xeo
điểm sống. Thank you.
Giang Long Thành dân một chiến nhang tông về thủy phủ các bạn các tòa thiên đình địa phủ Diêm La tông về thủy phủ vua Cha Đông Đình một dòng làng suốt thoái cùng vạn sứ dâng lên ngài về tấu đối chép biên rành rành phê tròn nhì từ tràng sinh trình vua Cha sớm nay để trình vua Cha tam tòa tứ phủ hội đồng chứng minh sớm nay tấu lên thiên đình tuân phục như lai điểm hai hai thân nhớ thật nhớ chiêu quang biệt hai nhĩ nhi thịnh thanh hai khổ thông minh thuyết hai tâm tâm hoan hỷ hai túc đặng bộ hành dòng nhan thâm cơ diệu quan tỷ chứng hình nhân hiện nhân thông thiên ai nhục nhân ai phi thông pháp nhân duy quan tục tùy nhân sức huyền thông thân nhân nhưng hiện nhân chiêu gì thể hoạt động hiện mình pháp rơi nội vô số bất hàm dụng quang biên chiếc đạc duyên ngã tích tăng cũng giảng kim phụng hoàng thân cận thánh chúa tiên dùng vương chức phủ quân cầu ngài về chức phủ quân cầu độ cho đệ tử qua cầu mà lên cầu này cầu phúc cầu tài sổ cộng đồng ghi tên đệ tử vào trong sổ này yên căn yên số từ này nhị tự trang sinh phê cho nhị tự trang sinh chữ phu chữ quy khắc định họ trường phê cho dung mạnh đôi đường ra sông trứng sông lại được ra sông hạt thông lại đầy trôi thông dương ra bốn mùa phẳng lặng can hoa tiếp lộc ban tài có lớn để tiếp lộc ban tài ban lương cấp thực kim ngân bạc vàng độ cho phú quý giàu sang kim ngân bạc vàng độ cho phú quý giàu sang trải chút cho đông lương ma trải chút cho đồng cho đồng lịch sử cho đồng vinh hoa độ cho phúc đặc hà sa con giữ sao cho được vuông tròn khai diễn chứng đàn ngày về khai diễn chứng đàn độ cho đệ tử muôn vàng tốt tùy độ cho tài lộc bằng người lấy ở bể đông nước tiên lấy ở bể đông bát công đức thì sạch không lọc giật nước này lấy ở sông ngân tắm cho chim phía sạch không lòng trần nước này lấy ở sông ngân mang về mở phủ bát lòng đồng tân chứng rằng sửa nguyện đọc tâm tưới lên cây đức muốn đời tốt tươi độ cho tài lộc bằng người cho tới thiên đình tố lên cho tới thiên đình nghi nhận đồng trâm linh thượng trình vua Cha tố lên phật thánh trên tòa
nhân nhân giai cư túc vân vân tổng viên thông định một thải chiếu sư sao hóa tòng mạn thông. Quân cầu độ cho đi từ qua cầu mà lên cầu này cầu phúc cầu tài. Khai quang dòng nhan thâm cư diệu quang biến chiếu đàn duyên á tích tăng cúng giảng kim phúc hoàng thần cận thánh chúa tiên trục vương. Sổ cộng đồng ghi tên đệ tử vào trong sổ này yên căn yên số từ này. Lại nở ra sông trứng sông lại nở ra sông hạt thông lại đầy trôi thông dường ra bốn mùa phản lăng can khoa. Dân an quốc hai xương ta chơi bởi quân thần phải đạo chúa tôi. Tiếp lòng bàn tài có lớn thế tiếp lòng bàn tài bàn lưu cấp thực kim ngân bạc vàng độ cho phú quý giàu sang. Xuyên cho kim ngân bạc vàng đồ cho phú quý giàu sang. Xa trung thịnh vượng mọi đàng hoan hân chứng rằng sở nguyện công tâm. Khai diễm chứng đàn này vì khai diễm chứng đàn đồ cho đệ tử muôn vàng tốt tùy đồ cho tài lộc bằng người. Lấy ở bể đông nước tiến lấy ở bể đông bát công đức thì sạch không lọc trần nước này lấy ở sông Ngân. Dân
đệ tam hoàng hai tử. Thương mừng phú đọc đàn tranh quang trời đời.
vì phương biến hoa vô nghệ an thương hạ tại sang chiếc thuyền rồng treo quê buồm hoan khi rơi bạch hạc lúc sang sông Tam Tầng. Thần thơ tàn viên chơi tam đảo truyền chữ quân nhị đạo tiên phong chiêng kêu cờ phất trống rong thuyền bè sau trước giữa dòng nghe linh lốt thanh vàng chim nối sư man triều đình văn võ bá quan sai lên đón rước để tam về trời ông ta vì sầu nhân đức nhẹ kiêu nhân gian phản ước siêu sinh sẽ ra sắc sông trôi trôi vô phong huyền quan đệ tử uy hùng dậy vàng chuyển mười phương trên trời dưới đất ninh quan thông ngờ chi đạo Phật ý hình truyền xa ý tùng ách sử tài
mệnh trần gian lão âu chép biệt thanh gia hồi cung quê nhà đình sang trịnh quan quê nhà danh lam cổ tích âu lớn tự tỏa ngôi cao đấng anh hào ý cổ kim lừng lẫy khắp mọi nhớ miền đã dậy thần cơ ý tràng sinh chữ phú chữ quý tháng linh thọ trường phê cho sung mạnh đôi đường sơn lan sơn hồng trần gian dâng lá sơn hồng để trước công đồng phật thanh chứng minh lớn để có sơ công trình thank you.
xảo long hầu khâm mi bàn sắc tươi chân ninh giang chân ninh giang hiến vạn cổ chữ danh bao phen đắp lũy xây thành khắp miền duyên hải sông tranh nước lòng gần đều biết
quan lớn quân nghị đã xây thần cơ cửa sông đâu đó phục thờ ninh sang lại nổi đền thờ quan quần tranh vốn đặt bày từ thượng cố truyền lai bao phen xuất nhập trang đài đào lan quê huệ xung vầy tiệt xương ca đầu ôn khúc sầu lên truyền đòi tứ chủ đôi bên quan quân sắc sáng ngự lên sập rồng sắc băng phong người kiếm chi tam giới hãy chốc tà quan lương sát quỷ trừ tinh tôn quan tuân người phản phép muôn linh quyền ngài cai quản thiên binh tướng nhà trời thôi ông chờ ra đi cây nước bạch hổ lên sầu thượng xa hội cung tiên thánh thượng ngàn tiên dâng văn tiên thánh trên hàn đồng ni buông tuần quan đi sáng đàn chứng đây trên thượng ngàn xó quân dung cây nguyệt lặn là sao tàn a ý hà thank you.
tiếng đồn. Thank you.
Yeah.